Lionel Messi, người chuẩn bị bước sang tuổi thứ 36 sau chức vô địch FIFA World Cup vào cuối năm ngoái. Không ít ý kiến cho rằng giờ đây El Pulga đã không còn phải cố gắng thi đấu quá nhiều như lúc trước. Đã có những tin đồn về việc thủ quân của Argentina sẽ chia tay Paris Saint-Germain, chia tay bóng đá đỉnh cao tại châu Âu để sang Mỹ hay thậm chí là Ả Rập thi đấu trong phần còn lại của sự nghiệp. Để rồi cuối cùng Messi đã lựa chọn sẽ tiếp tục đồng hành với đội bóng thủ đô nước Pháp. Lionel Messi đã đạt được thỏa thuận miệng trong gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến năm 2025, nhận mức thù lao sấp xỉ 1 triệu euro một tuần. Chủ tịch Barca Juan Laporta thậm chí công khai bày tỏ mong muốn đưa Messi trở lại Camp Nou. Tuy nhiên, Leo từ chối thẳng thừng để tiếp tục gắn bó với Paris Saint-Germain. Mục tiêu còn lại một giải năm nay của El Pulga sẽ là chức vô địch UEFA Champions League. Messi cần thêm chiếc cúp tài vòi để hoàn thiện mùa giải hoàn hảo của mình. Nhưng trước khi nghĩ đến Champions League, Paris Saint-Germain cũng cần phải chơi tốt ở Ligue 1 đã, vô địch giải đấu mà họ đã thống trị gần ấy năm, không phải là điều quá quan trọng. Nhưng đó là điều kiện bắt buộc trước khi gã nhà giàu nước Pháp muốn hướng đến những mục tiêu cao và xa hơn. Messi hiểu điều này, và với những gì mà anh đang thể hiện trong quãng thời gian gần đây, chúng ta phần nào hiểu được tại sao Paris Saint-Germain vẫn muốn tiếp tục có được sự phục vụ của chủ nhân 7 quả bóng vàng. Sau World Cup 2022, Messi được phép nghỉ ngơi một tháng trước khi bắt đầu phần còn lại của mùa giải cùng Paris Saint-Germain. Những tưởng sự có mặt sớm của Mbappe sẽ khiến đội chủ sân công viên các hoàng tử tiếp tục đà chiến thắng tại Ligue 1, thì họ lại bất ngờ để thua Lens 1-3 trong một trận đấu mà toàn đội thi đấu dưới sức. Sau kỳ nghỉ dài, Messi quay trở lại Paris trong sự chào đón của nhiều người hâm mộ. Trong khi lúc này, mũi tấn công xuất sắc của Paris Saint-Germain là Mbappe lại được phép đi nghỉ. Dẫu vậy, có lẽ sự có mặt của El Pulga là quá đủ để giúp gã nhà giàu nước Pháp tìm lại mạch chiến thắng. Trong trận đấu đầu tiên của Messi ở lần trở lại Ligue 1, M30 đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt và giúp Paris Saint-Germain quay trở lại với niềm vui chiến thắng. Messi chỉ mất 5 phút để ghi dấu ấn trong trận đấu trước Angers sau một pha xoay sở khéo léo trước vòng vây của 3 cầu thủ đội khách và có pha mở bóng thuận lợi để Mokiele băng lên. Sau đó cầu thủ này có một đường căng ngang thuận lợi vào phía bên trong giúp Ekitike dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Messi tiếp tục chứng tỏ giá trị ở khả năng cầm trịch lối chơi và điều tiết bóng. Sự góp mặt của siêu sao sinh năm 1987 giúp những đường lên bóng tấn công của Paris Saint-Germain trở nên thanh thoát và sáng nước hơn rất nhiều. Để rồi điều gì đến cũng đã phải đến. M30 kết thúc ngày thi đấu hoàn hảo của mình với một bàn thắng nhẹ nhàng ở phút 72 sau đường phối hợp trung lộ như đá tập. Sau chiến thắng trước Angers với màn trình diễn đỉnh cao của Messi trong ngày trở lại, huấn luyện viên Gontier đã không giấu nổi sự thán phục và ông đã dành những lời lẽ có cánh để ca ngợi về cậu trò của mình. Hôm nay, chúng ta lại nhìn thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Leo muốn thi đấu, cậu ấy trở lại với trạng thái thể lực tốt và khi chúng tôi có cậu ấy trên sân, chúng tôi được đảm bảo những cơ hội sẽ xuất hiện. Messi có thể chơi cả trận đấu, điều đó là rất tốt. Chiến thắng quan trọng này giúp Paris Saint-Germain củng cố vững chắc ngôi đầu và với sự xuất hiện của Messi, người hâm mộ của đội bóng nước Pháp đang mong chờ họ sẽ tiếp tục chuỗi thắng tại giải đấu quốc nội để có được tâm lý tốt nhất trước khi đến với sân chơi Champions League. Trận đấu sau đó với Rennes chứng kiến lần đầu mũi đinh ba M&M cùng có mặt sau World Cup 2022. Dẫu vậy Mbappe không được đăng ký ra sân ngay từ đầu và chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị. Nhưng trong một ngày mà cả đội hình của Paris Saint-Germain chơi tệ, họ đã bất ngờ để thua Rennes với tỷ số tối thiểu. Vẫn là đội bóng làm chủ thế trận, nhưng trước một đấu pháp hợp lý đến từ đội chủ nhà, những ngôi sao tấn công thượng hạng như Messi, Neymar và sau đó là Mbappe đã phải bất lực trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của Rennes. Và rồi Paris Saint-Germain đành ngậm ngùi rời Raeburn Park với thất bại tối thiểu 0-1. Thất bại bất ngờ trên khiến người hâm mộ đặt ra dấu hỏi phong độ thực sự của những ngôi sao vừa trở về từ World Cup. Có lẽ với một lịch thi đấu dày đặc, khó có thể đòi hỏi họ thi đấu với 100% thể lực, đặc biệt là với Messi khi anh chuẩn bị bước vào độ tuổi xế chiều của sự nghiệp. Để rồi sự nghi ngờ ấy càng trở nên có lý hơn khi lần đầu tiên Messi bị chấm điểm thấp nhất trận từ khi cập bến đội chủ sân Parc des Princes. Thống kê, SofaScore cho Messi 6 điểm trên thang 10 trong trận này, còn cầu thủ được đánh giá cao nhất là Neymar với 8,2. Hãng thống kê WhoScore cũng chấm siêu sao 36 tuổi số điểm tương tự và cũng thấp nhất trong những cầu thủ đá chính của hai đội. Đây là lần đầu ở mùa giải này Messi nhận điểm thấp nhất trận đấu. Hai hãng thống kê nói trên cho điểm cầu thủ tự động. Dựa theo các thông số thống kê, Messi dứt điểm 4 lần nhưng đều không khiến thủ môn phải cản phá. Trong đó có một tình huống sút chân phải chạch cột ở phút 83. Siêu sao 35 tuổi nỗ lực qua người 4 lần nhưng chỉ một lần thành công, 3 lần còn lại để mất bóng. Ngoài ra anh còn có 3 tình huống khác bị cướp bóng trong chân và không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội. Màn thể hiện đáng thất vọng của siêu sao người Argentina khiến nhiều người cho rằng Messi có lẽ đã hết xăng sau một chiến dịch World Cup thành công.
Dấu hiệu tuổi tác có lẽ đã bắt đầu ảnh hưởng đến Leo và khiến anh không còn giữ được cho mình phong độ tốt nhất. Với sự đi xuống của M30, các cổ động viên của Paris Saint-Germain bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của đội nhà tại UEFA Champions League, nơi họ chạm trán với một đối thủ rất mạnh là Bayern Munich mà không có được phiên bản Messi xuất sắc nhất. Nhưng rồi tất cả nỗi lo ấy đã bị xóa nhòa trong hai trận đấu vừa qua. Messi cho thấy việc anh bị chấm điểm thấp đơn giản là một sự cố ngoài ý muốn của siêu sao này. Đó chỉ đơn giản là ngày mà Messi không có được cảm giác bóng tốt. Trong chuyến làm khách đến sân của Montpellier, đồng đội của Messi trên hàng công là Mbappe đã có một ngày thi đấu đáng quên. Tiền đạo người Pháp thất bại tới 2 lần trên chấm 11m sở trường và tồi tệ hơn là vu phá lưới World Cup 2022 đã phải rời sân với một chấn thương không hề nhẹ. Trong khi đó, Neymar cũng gặp phải những vấn đề về cờ và không thể ra sân trong trận đấu này. Để rồi niềm tin và hy vọng của các cổ động viên đội bóng thủ đô chỉ còn biết trông cậy vào ngôi sao duy nhất còn ở trên sân, Lionel Messi. Và El Puga không khiến người hâm mộ đội bóng này cảm thấy thất vọng khi anh đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Paris Saint-Germain trước Montpellier. Messi đã lấy lại được cảm giác ghi bàn quen thuộc sau chuỗi trận thịt ngòi và cũng giúp đội chủ sân công viên có hàng tử trở lại với hương vị chiến thắng quen thuộc. Để rồi trong trận đấu rạng sáng này, Messi tiếp tục góp công lớn, giúp Paris Saint-Germain lội ngược dòng và giành chiến thắng. Tiếp tục không có được sự phục vụ của cả Neymar lẫn Kylian Mbappe trong đội hình vì chấn thương. Nhà đương kim vô địch nước Pháp gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Toulouse, đội bóng đang sở hữu phong độ cao trong thời gian gần đây. Đúng như dự đoán, Branko van der Bromen mở tỷ số cho đội khách ở phút 20 sau một pha sút phạt đẹp mắt. Achraf Hakimi gỡ hòa cho Paris Saint-Germain ở phút 38, song đội chủ nhà nhiều thời điểm chơi bế tắc trước Toulouse. Đội khách đã bất bại trong 7 trận liên tiếp trước đó trên mọi đấu trường và họ trình diễn một lối chơi tràn đầy sự tự tin trên sân công viên có hoàng tử. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Messi đã thay đổi trận đấu. Từ tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, El Puga dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Messi cũng thực hiện 6 pha qua người thành công, có 7 đường chuyền quyết định và 6 lần tạo cơ hội cho các đồng đội. M30 trở thành cầu thủ đầu tiên có ít nhất 6 lần tạo cơ hội và 6 lần dây bóng thành công trong một trận đấu, thuộc top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này. Và với màn thể hiện xuất sắc của mình, Leo được Who Score chấm tới 9,3 điểm và trở thành cái tên chơi hay nhất trận đấu. Với phong độ tuyệt vời của mình, Messi đang đập tan hoài nghi về việc anh đã hết mục tiêu thi đấu sau khi lên đỉnh thế giới vào cuối năm ngoái, khi mà anh vẫn đang tỏ ra quá hay sau World Cup 2022. Những gì mà El Puga thể hiện càng khiến người hâm mộ phải khâm phục tài năng và sự bền bỉ của anh. Với Messi, dường như không có giới hạn nào khiến anh phải bận tâm. Có lẽ tuổi tác đối với thủ quân của La Albiceleste chỉ đơn giản là những con số. Trong bối cảnh mà Neymar lẫn Mbappe đều gặp chấn thương và chưa rõ khi nào họ có thể trở lại với 100% thể lực cùng phong độ, giờ đây gã nhà giàu nước Pháp chỉ còn duy nhất Messi để trông cậy. Mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Parc des Princes vẫn là chiếc cúp tay vòi danh giá. Và để chiến thắng một Bayern Munich rất mạnh mẽ lúc này, họ chỉ có thể đặt niềm tin vào niềm hy vọng số 1 lúc này mang tên Lionel Messi mà thôi.